Vợ chồng Cường Đô La xuất hiện cùng dàn siêu xe 330 tỷ khiến người đi đường phấn khích. Sắp tới, vợ chồng anh sẽ có một hành trình khám phá một số tỉnh miền Bắc cùng dàn siêu xe đắt giá. Vào chiều 13 tháng 6, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô La, cùng chiếc siêu xe Audi A8 V10 Plus của anh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia sự kiện Car Fashion 2019. Đi cùng với anh là bà xã Đàm Thu Trang. Kể từ khi chính thức công khai tình yêu kết hôn, cả hai bên nhau như hình với bóng, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Đàm Thu Trang cũng chia sẻ và đồng hành rất nhiều sở thích với Cường Đô La, một trong số những sở thích đó chính là siêu xe. Vừa xuống xe, Cường Đô La đã vui vẻ chào bạn bè và những người sẽ đi cùng anh trong hành trình sắp tới. Tối cùng ngày, đoàn siêu xe cũng đã xuất hiện tại trước cửa một lâu triệu đô tại Hàng Bài, gây phấn khích cho đông đảo người đi đường. Trưởng đoàn Kha Bách Sơn chia sẻ rằng có khoảng 30 siêu xe góp mặt trong hành trình. Chiếc xe mà anh đang sử dụng là McLaren 720S. Bộ sưu tập siêu xe năm nay thú vị và sặc sỡ hơn năm ngoái. Nhiều chiếc được độ khủng và lột xác bằng những bộ tem đầy màu sắc. Ngoài những thương hiệu quen thuộc như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Kha Bách Sơn 2019 còn có thêm hãng xe Aston Martin với những mẫu xe đời mới nhất vừa về Việt Nam. Sau khi hội ngộ cùng dàn siêu xe hơn 300 tỷ tại khách sạn, tới 19:30, Cường Đô La cùng Đàm Thu Trang lên siêu xe rời khách sạn di chuyển tới khu vực Lý Thường Kiệt để dùng bữa tối. Theo lịch trình, ngày 14 tháng 6, Nguyễn Quốc Cường cùng dàn siêu xe sẽ rời Hà Nội tới Hạ Long. Dự kiến, Car Passion 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 17 tháng 6. Dàn siêu xe sẽ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, sau đó sẽ ghé thăm các địa điểm như Hạ Long, Hòa Bình, Mộc Châu. Không phải Trấn Thành, Tiến Đạt, Harry Won từng yêu say đắm người đàn ông này. Trước khi yêu Trấn Thành và Tiến Đạt, Harry Won từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm mà đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn nhớ tới và rất trân trọng. Harry Won là nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt Hàn, nổi tiếng khắp showbiz với vai trò ca sĩ, MC, diễn viên. Trước khi tiến đến hôn nhân với Trấn Thành, Harry Won từng có 9 năm yêu đương mặn nồng với rapper Tiến Đạt. Mối tình này được nhiều người biết tới, nhưng đây không phải là mối tình đầu của nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa. Trong cuốn tự truyện được ra mắt năm 2017, Harry Won tiết lộ mối tình đầu đầy đẹp đẽ của mình. Anh ấy yêu tôi đến mức chấp nhận hy sinh mọi thứ cho tôi. Dù anh không kiếm được nhiều tiền và cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng vất vả, anh ấy nói nếu anh ấy đi du học sẽ dẫn tôi theo cùng. Anh làm gì cũng chỉ nghĩ cho tôi mà không màng đến bản thân. Trong thế giới bé nhỏ và chật hẹp của tôi lúc bấy giờ, anh ấy chính là điều tốt đẹp nhất. Tôi đã nghĩ trên đời làm sao có người tốt như vậy tồn tại. Có thể nói, anh là người khiến một đứa con gái như tôi tin vào tình yêu thật sự, thay đổi suy nghĩ và lần đầu tiên trong đời tôi có ý định kết hôn. Nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ và bồng bột, Harry Won không biết trân trọng tình yêu chân thành ấy nên nó đã vụt mất. Cho đến thời điểm hiện tại, Harry Won vẫn còn nặng lòng và day dứt vì những điều đã qua. Tất cả những hồi ức ấy, đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy đau lòng. Những điều đẹp để anh luôn dành cho tôi và sự trẻ con mà tôi đã đối xử với anh ấy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã quá trẻ con ích kỷ, cho đi không nhiều nhưng chỉ biết nhận lại, Harry Won viết. Harry Won cũng tiết lộ mối tình đầu của cô hiện đã có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Đến bây giờ, Harry Won vẫn thầm cảm ơn người ấy, người đàn ông khiến cô nhận ra trong cuộc đời này, ai cũng cần có một tình yêu của riêng mình, một tình yêu mà chúng tôi tuyệt đối không xem nhẹ, cũng không xử lý tùy tiện. Sau tất cả, Harry Won cũng tìm thấy một nửa của cuộc đời là danh hài Trấn Thành. Cuối tháng 12, 2016, Harry Won hạnh phúc trong bộ lễ phục, mắt rưng rưng, cùng Trấn Thành đi vào thánh đường hôn nhân. Hơn 2 năm từ khi về chung một nhà, tên tuổi của Trấn Thành Harry càng lên như diều gặp gió. Từ một ca sĩ diễn viên với mức cách C trung bình, Harry Won đã vươn tầm đến ngôi sao hạng A vô cùng đắt show sự kiện với vai trò MC, giám khảo, ca sĩ. Về phần Trấn Thành, danh hài cũng chạy show ngang ngửa với thời Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ. Dù bận rộn, nhưng cả hai luôn dành thời gian đi ăn, đi du lịch để vun đắp tình cảm. Cặp đôi cũng đang lên kế hoạch sinh con trong năm 2019. Trong một lần live stream cùng fan, Trấn Thành tâm sự, dù chưa có con, nhưng anh luôn tưởng tượng đến tính cách của con mình khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Trấn Thành cũng tiết lộ vợ chồng anh đang lên kế hoạch năm nay có em bé, để suy nghĩ, cũng muốn đẻ đó chứ. Không phải không muốn đâu, năm nay định có baby đó, dự định thôi, không biết mọi chuyện ra sao, nếu bận quá thì thôi, còn thư thư thì biết đâu có, khi nào có sẽ thông báo.
Trấn Thành hát live hay hơn Harry Won, nhưng dân mạng chỉ chú ý chi tiết này. Trấn Thành bị cư dân mạng soi ra điểm bất thường khi mải mê khoe giọng hát live được cho là hay hơn cả bà xã Harry Won. Trong chương trình, ca sĩ thần tượng Trấn Thành đã trổ tài hát live ca khúc Cánh Hồng Phai. Nhiều cư dân mạng nhận xét nam danh hài hát live còn hay hơn cả bà xã Harry Won. Dù hát live hay, biểu cảm sâu, nhưng Trấn Thành vẫn bị soi ra một chi tiết lạ, đó chính là chiếc quần. Nam danh hài diện chiếc quần gần như sai về kích cỡ, bó sát, khiến nhiều người cho rằng anh đã mặc nhầm quần của bà xã Harry Won. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành dính nghi án mặc quần của Harry Won. Trước đó, trong một lần trổ tài vào bếp, Trấn Thành cũng bị cư dân mạng soi ra mặc quần giống của Harry Won. Trấn Thành là một trong những sao nam có sở thích mặc quần bó mỗi khi lên sân khấu đi chơi. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào có cảm giác quần skinny như dính liền da, chật ních, khá bí bách. Đã không ít lần ông xã Harry Won muối mặt vì sự cố nhạy cảm khi diện những chiếc quần bó sát trên truyền hình. Trấn Thành được xem là ngôi sao đa đi năng của làng giải trí Việt. Xuất phát điểm là một diễn viên hài, với sự lanh lợi, thông minh và hoạt ngôn, Trấn Thành nhanh chóng chiếm lĩnh các chương trình truyền hình với vai trò MC. Hiện nay ông xã Harry Won đang là tên tuổi sở hữu cát-xê cao ngất ngưỡng. Những lần đáp trả thâm thúy của dàn sao Việt khi dính nghi án xài đồ fake. Bị nghi xài đồ giả là điều không sao Việt nào mong muốn, vậy nên rất nhiều lần dàn sao phải lên tiếng đáp trả lấy lại trong sạch cho bản thân. Là người của công chúng, được biết đến với cuộc sống sang chảnh đi nước ngoài như chợ, vậy nên không ít lần sao Việt thẳng thắn đáp trả trước những tin đồn xài đồ fake. Với vai vũ trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường đang trở thành cái tên được người hâm mộ quan tâm nhất hiện tại. Nhất cử nhất động đời sống và thời trang của anh chàng đều được nhiều người tìm hiểu. Chiếc đồng hồ yêu thích của Quốc Trường nhanh chóng lọt vào tầm soi của fan, được biết đây là sản phẩm của thương hiệu xa xỉ. Giá khoảng 900.000 đô tương đương 22 tỷ đồng, siêu phẩm này ra mắt vào năm 2015, đáng chú ý là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập giới hạn, chỉ 30 chiếc trên toàn cầu. Cận cảnh chiếc đồng hồ của anh chàng được so sánh với thiết kế gốc trên bản web. Nhiều người dành cả ngày để tìm ra điểm khác nhau bóc phốt chiếc đồng hồ của anh là hàng fake. Mới đây Quốc Trường đã lên tiếng thừa nhận anh có sử dụng hàng hiệu nhái. Tuy nhiên, đây là món đồ anh được tặng trong dịp sinh nhật. Diễn viên không biết giá trị và cũng không tìm hiểu món đồ. Nam diễn viên cho biết thêm, anh không tự mua đồ nhái bao giờ vì trân trọng giá trị của các thương hiệu. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào khi dùng những món đồ do bạn mình tặng vì yêu quý người ta. Diễn viên chia sẻ anh là người sống rất đơn giản nên không cầu kỳ giá trị của trang phục. Trong tủ đồ của anh có những món hàng hiệu rất đắt tiền nhưng cũng có trang phục bình dân vì anh sử dụng hàng ngày. Việc sử dụng hàng fake chẳng nói lên được điều gì về con người bạn cả, chỉ cần nó hợp và bạn thích là được. Nhìn cách sống và nắm trong tay chuỗi cửa hàng ăn uống trên 100 chi nhánh đầy đủ. Đủ để thấy dù xài đồ fake nhưng Quốc Trường giàu là thật. Yêu nữ hàng hiệu Ngọc Trinh cũng từng bị dính nghi án dùng túi Hermes Frinkin là hàng fake. Nghi án xuất phát từ bức ảnh Ngọc Trinh cùng Hoa hậu Hải Dương, Phương Lê và người mẫu Lê Hà không hẹn mà gặp đều xuất hiện với chiếc túi Hermes Frinkin bạch tạng đắt đỏ. Bức ảnh dấy lên nghi án xài túi Hermes fake của Ngọc Trinh. Đáp trả Ngọc Trinh với nghi án trong thời điểm đó. Trinh không thích quan tâm hay ý kiến những chuyện tào lao, nhất là chuyện không phải của mình. Nhưng đến đây lần này thì thấy quá kỳ. Một nhà thiết kế cũng được gọi là nổi tiếng mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế. Hay đúng như nhiều báo, toàn copy rồi tự nhận là của mình, thời gian còn lại quá rảnh rỗi rồi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái. Hay cuộc đời copy của anh chỉ có tiền, mua mỗi cái Frinking màu đen xách 1.000 lần nên nghĩ ai cũng như anh. Chuẩn bị làm show thì lo tìm mẫu mà copy đi, chứ đừng dựa hơi phụ nữ để câu view những lần trước. Ngọc Trinh, Lê Hà, Hậu Phương, Hải Dương và Thượng Đế không thích điều này anh nhé. Trong clip trên YouTube cá nhân mới đây, Ngọc Trinh không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ, đã xoáy những người từng bị đặt cô xài túi giả. Một chiếc túi đắt tiền và khó sở hữu không quan trọng, quan trọng là bạn có nhiều tiền để sở hữu nó hay không, cô nói. Dính không ít tin đồn xài hàng giả, Angela Phương Trinh cũng là sao Việt sẵn sàng đáp trả và đưa ra những minh chứng cho các món đồ hiệu đắt đỏ của mình. Cách mà người đẹp phản pháo là chụp ảnh hóa đơn mua hàng để chứng minh mình dùng hàng thật. Từ đó về sau, mỗi lần khoe hàng hiệu mới sắm, cô đều đăng tải ảnh sản phẩm kèm hóa đơn để công chúng khỏi soi mói. Được coi là hiện thân của hàng hiệu, Lý Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi những lần bị nghi xài hàng giả. Lùm xùm nhất là vụ chiếc váy 35.000 đô mang thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Alexander McQueen mà Lý Nhã Kỳ mặc trong một bữa tiệc từ thiện cách đây vài năm.
Trang phục được nghi ngờ mua ở một cửa hàng Trung Quốc đồ cổ. Trước nghi án trưng diện hàng nhái, Lý Nhã Kỳ đã không ngần ngại đưa hình ảnh cận cảnh bộ trang phục ra làm bằng chứng. Người đẹp còn tự tin, thách thức dư luận khi chia sẻ vàng thật không sợ lửa. Tính đến thời điểm hiện tại, đây đều là những gương mặt có chỗ đứng vững trong showbiz, thể hiện được sự giàu có đúng chuẩn con nhà trăm anh thế Việt. Không cần khoe tài sản hay giá cát xê, sự chịu chơi đầu tư cho hàng hiệu của dàn sao được công chúng công nhận. Thủy Tiên ra MV mới, Công Vinh nhắn nhủ, luôn có một người yêu em hơn sinh mệnh. Thủy Tiên vừa ra ca khúc mới nói về tình yêu, Công Vinh đã dành lời ngọt ngào và tình cảm cho vợ khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Hành động ngọt ngào của Công Vinh dành cho bà xã khi vừa ra MV mới, kể về người đàn ông yêu mình hơn chính bản thân. Điều này khiến người hâm mộ ghen tị với sự quan tâm của Công Vinh đến cho bà xã Thủy Tiên. Sau gần một năm không ra dự án âm nhạc nào thì vừa qua, Thủy Tiên chính thức tung MV Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Đây là một bản nhạc ballad nhẹ nhàng sâu lắng do chính Thủy Tiên sáng tác. Trong MV mới, Thủy Tiên lấy cảm hứng từ câu chuyện Thanh Xà Bạch Xà quen thuộc. Nhân vật nữ của MV vốn là một xà tinh tu luyện nhiều năm trở thành người. Nếm trải tình yêu của con người, xà tinh quay lại kiếp làm rắn để quên đi những khổ đau, đeo đẳng. Thủy Tiên trong MV xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau nhưng đều mang chung một nỗi buồn man mác nhưng vẫn giữ được nét đẹp ma mị. Dù khá lâu rồi, quay lại để tung ra ca khúc mới nhưng có thể thấy hình ảnh chăm chút kỹ lưỡng của Thủy Tiên trong đợt ra ca khúc này khá đẹp và chỉnh chu. Là người luôn ủng hộ vợ trong mọi việc, lời nhắn nhủ cực ngọt ngào mà Công Vinh dành cho Thủy Tiên nhân dịp bà xã đã ra ca khúc với tựa đề Từng Có Người Yêu Tôi Nhưng Sinh Mệnh khiến nhiều người phải ghen tị. Chúc mừng bạn gái ra clip mới, nhắc nhẹ luôn có một người yêu em hơn sinh mệnh nha. Đây chính là hành động ngọt ngào mỗi khi bà xã Thủy Tiên ra MV. Rất nhiều người hâm mộ đã ngưỡng mộ trước tình cảm mà cụ danh thủ dành cho vợ. Cặp Bad Fit phiên bản Việt dần chứng minh cho người hâm mộ thấy tình yêu khăng khít gắn bó sau hơn 10 năm chung sống. Trước đó, nhiều lần hành động ngọt ngào của Công Vinh khiến nhiều khách ghen tị cũng như ngưỡng mộ. Anh luôn ủng hộ bà xã mỗi khi dự án âm nhạc mới. Khi đó Thủy Tiên ra tựa đề Nói em nghe mãi mãi là bao xa, với hai câu hát của Thủy Tiên. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu, mà trước mắt đã không thể nhìn thấy nhau. Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa. Đáp lại câu hỏi lời hát của vợ, Công Vinh cũng trả lời ngọt ngào, mãi mãi của anh là hơn 1.000 năm, nếu có kiếp sau nhất định anh vẫn yêu em. Sau lời nhắn nhủ, Công Vinh còn để hình trái tim. Có lẽ nói Công Vinh đã khiến người hâm mộ phải ghen tị với tình cảm và lời yêu thương dành cho vợ Thủy Tiên của mình. Công Vinh từng nhiều lần xuất hiện trong MV của Thủy Tiên vì chiều chuộng vợ. Là người luôn ít nói, nhưng những hành động của Công Vinh như luôn nhường nhịn và yêu chiều quan tâm đến bà xã Thủy Tiên hết mực. Giờ đây, cuộc sống của cặp vợ chồng Bad Fit phiên bản Việt lại càng hạnh phúc hơn khi có cô con gái càng đáng yêu. Cũng là điều khiến bao người mong ước và ngưỡng mộ.